Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Những chấm đen biết nói trên bản đồ thống kê về Covid của Hoa Kỳ. Tác giả Peter Ford. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắt đầu từ cái chết đầu tiên đến từ dịch bệnh Vũ Hán ở Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2020, trong vòng trên dưới một năm, số người chết vì dịch bệnh này ở Hoa Kỳ đã lên tới 500.000 người. Theo thống kê thời gian thực tế của Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, tính đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 2 theo giờ Hà Nội, số ca tích lũy được xác nhận mà mắc bệnh viêm phổi vành mới của Hoa Kỳ đã vượt quá 28,1 triệu và ca số tử vong lũy kế đạt 498.880, tiếp cận 500.000 người. Trang nhất của tờ Thời báo New York ngày 21 đã công bố một bản đồ chấm, bắt đầu từ trường hợp tử vong đầu tiên được phát hiện vào ngày 29 tháng 2 năm ngoái. Mỗi chấm đen tượng trưng cho như một người đã khuất, và 500.000 chấm đen đã dày đặc và đóng khung bao phủ một nửa trang đầu của tờ báo. Sau khi quan sát kỹ, không khó để nhận thấy bố cục của The New York Times mang một ý nghĩa sâu sắc. Bản đồ chấm trên trang nhất, được chia thành các khoảng thời gian khác nhau. Cứ 50.000 trường hợp, kích thước của khoảng thời gian thể hiện độ dài của thời gian và khi thời gian thay đổi, các chấm đen trên bản đồ chấm được phân bố chặt chẽ hơn. Điều này cũng có thể thể hiện sự gia tăng số người chết ở Hoa Kỳ. Tháng 2 năm 2020, trường hợp đầu tiên. Tháng 5 năm 2020, 100.000 trường hợp. Tháng 9 năm 2020, 200.000 trường hợp tháng 12 năm 2020, 300.000 trường hợp, tháng 1 năm 2021, 400.000 và tháng 2 năm 2021, gần 500.000 trường hợp. Một quốc gia bị tê liệt vì đau thương và mất mát đang phải đối mặt với một con số vẫn gây sốc 500.000 người. Ngoại trừ Hoa Kỳ, không có quốc gia nào mà có số người chết vì dịch bệnh nhiều như vậy. Bài báo viết gần 500.000 người đã chết trong một khoảng một năm, một con số vượt quá tổng số người chết cho ba cuộc chiến tranh, chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Việt Nam. Bài báo viết, mỗi cái chết đều để lại vô số thương tiếc và phản ứng dây chuyền cho nỗi đau này đã quét qua tất cả các thành phố ở thị trấn ở Hoa Kỳ. Mỗi cái chết đều để lại một khoảng trống cho cộng đồng. Một chiếc ghế đầu của cán ba một chiếc giềng trống, một căn bếp trống không. Những người còn sống bị bỏ lại trong cái tổ trống bởi người bạn đời, cha mẹ, hàng xóm và bạn bè đã khuất của họ. Theo thống kê của New York Times, virus vương miện mới đây đã lây lan đến mọi ngóc cách của nước Mỹ. Cho đến nay, cứ 670 người Mỹ thì có khoảng một người chết vì dịch bệnh. Tại thành phố New York, một trong những tâm chấn của dịch bệnh thì con số này đã lên tới 1 trên 295 và hơn 28.000 người đã chết do loại virus vương miện mới này. Một năm trước, khi dịch bệnh mới bén rễ ở Mỹ, ngay cả các chuyên gia hàng đầu cũng không thể đoán được rằng số người chết sẽ tăng đến mức kinh hoàng như vậy. Tại cuộc họp báo của nhà trắng vào tháng 3 năm ngoái, Fauci chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ đã cảnh báo rằng virus vương miện mới có thể giết chết 240.000 người Mỹ. Ông nói vào thời điểm đó, đây là một con số đáng suy nghĩ và chúng ta nên chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, vào một năm sau, số ca tử vong do virus vương miện mới ở Hoa Kỳ nhiều gấp đôi con số này. Báo cáo cũng cho rằng, người Mỹ đang đón trả một thời điểm đầy hy vọng do sự xuất hiện của vaccine và các biện pháp phòng chống dịch. Số ca mắc mới ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh và số người chết cũng đang chậm lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cảnh báo rằng sự xuất hiện của các loại virus đột biến có thể dẫn đến một đỉnh dịch khác ở Hoa Kỳ. Việc đánh giá và chỉ số sức khỏe của Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu của Đại học Washington dự đoán rằng đến ngày 1 tháng 6, số người chết ở Mỹ có thể vượt quá 614.000 người. Fauci hiện là người cố vấn y tế chính của chính quyền Biden về dịch bệnh vương miện mới, dự đoán vào ngày 21 rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại mức độ bình thường đáng kể trước mùa thu năm nay. Nhưng ông cũng nhắc nhở rằng một năm sau, người Mỹ vẫn phải có thể đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. So với Mỹ và trên thế giới, Việt Nam chúng ta đã rất may mắn và phòng chống dịch rất khoa học và quyết liệt Nhưng khi chỉ khi nào mà vaccine được tiêm cho khoảng trên 80% dân số nước ta Thì mới có thể đạt hiệu quả miễn dịch cộng đồng Và được cho là tương đối an toàn Kính thưa quý vị Vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Peter Ford có tựa đề Những chấm đen biết nói trên bản đồ thống kê về Covid của Hoa Kỳ Đến đây là kết thúc Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau